năm xưa trên cây rồi làm phá tim xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mần côi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.